Quý vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 17 tháng 4. Ngay bây giờ hãy cùng Thanh Chân điểm qua những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong vòng 24 giờ qua. Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, thời tiết ngày mai, ngày 18 tháng 4, giỗ tổ Hùng Vương tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày 19 tháng 4, về chiều, cục bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, trong cơn dông, nắng nóng thu hẹp. Khoảng từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4, nắng nóng khả năng gia tăng trở lại khu vực Nam Bộ. Lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 sẽ đem đến chuỗi 22 hoạt động văn hóa, giải trí, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao kết hợp chương trình khuyến mãi mua sắm. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là chương trình nghệ thuật về câu chuyện lịch sử được kể bằng hình thức nhạc vũ kịch đương đại kết hợp các công nghệ trình diễn và giải trí hiện đại đặc sắc được diễn ra trên dòng sông Sài Gòn. Tất cả sẽ được tái hiện một cách sống động qua những ký ức thời gian trong chương trình nghệ thuật về chủ đề chuyến tàu huyền thoại. Vừa qua, tại một số đường ngang có người gác do Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn quản lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, liên tiếp xảy ra các vụ việc người điều khiển mô tô do không chú ý quan sát hệ thống biển báo, chuông, đèn báo hiệu tàu sắp qua đường ngang, không làm chủ tốc độ, đã đâm vào cần dàn chắn, trong khi nhân viên đang thực hiện các thao tác đóng chắn đón tàu. Từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 18 vụ trên đường ngang có gác. Ngày 17 tháng 4, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn cho biết đã có văn bản gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai, Ban An toàn Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh về tình trạng này. Trước yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng giao các ban quản lý dự án xây dựng các công trình tạm trên các tuyến đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người và phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới, ông Phạm Quốc Huy là giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, ban quản lý dự án 7 Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang gấp rút triển khai các công việc, chậm nhất ngày 26 tháng 4 sẽ đưa trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đi vào hoạt động. Thú vị thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây là thời điểm nắng nóng gay gắt, chuyển mùa và cũng tiềm ẩn nhiều mối nguy về an toàn thực phẩm. Hôm nay ngày 17 tháng 4, thì Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm là công tác thường xuyên liên tục trong suốt cả năm. Không có nghĩa là tháng hành động thì chúng ta mới tập trung làm. Nhưng tháng hành động nó như một cái điểm nhấn, chúng ta sẽ tập trung vào ba mảng. Thứ nhất, tăng cường thanh tra kiểm tra, đặc biệt là đột xuất. Thứ hai là phòng ngừa và xử lý ngộ độc một cách kịp thời. Vì nóng thế này là dễ ngộ độc lắm. Và cái thứ ba là chúng ta phải làm sao nâng cao nhận thức người dân, tăng cường công tác tuyên truyền. Phòng an toàn thực phẩm cũng như công ty chợ phối hợp chặt chẽ với đội chính thuộc Sở An toàn thực phẩm, tăng cường thanh tra kiểm tra các vựa sạp về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, cũng như con người phải khám sức khỏe định kỳ và học tập đúng kiến thức an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng Sài Gòn của chúng tôi. Bản tin sẽ phát sóng lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.